Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với mini test số 3, chuỗi 15 câu từ vựng phần 5. Câu số 1. You have now to sign up for gym membership at the end of 2-week trial. Bạn không có phải đăng ký thành viên phòng tập thể dục sau khi trải nghiệm 2 tuần ở đây. A. Pledge, sự thế cấp, cầm cố hoặc là vật đảm bảo. B. Promise, lời hứa. C. Engagement, là sự hứa hẹn, sự ràng buộc. Và D. Obligation thì mang nghĩa là sự bắt buộc hoặc là nghĩa vụ. Và ở đây, đáp án D là đáp án hợp lý. Bạn không có nghĩa vụ, bạn không cần phải bắt buộc phải đăng ký thành viên trong phòng tập thể dục sau khi 2 tuần trải nghiệm ở đây. Câu số 2. The mall was crowded during the holidays as shoppers prepared gifts for family and friends. Các trung tâm mua sắm đông đúc vào những ngày lễ vì người mua sắm thì thường chuẩn bị quà cho gia đình và bạn bè. A. Eagerly, hăm hở, hăm hái. B. Immediately, ngay lập tức. C. Respectively, là lần lượt, theo thứ tự. Và D. Usually, thì mang nghĩa là thường xuyên. Thì ở đây, các trung tâm thương mại thì sẽ thường xuyên đông đúc vào những ngày lễ vì người mua sắm chuẩn bị quà cho gia đình và bạn bè. Câu số 3. The dining set you order is temporarily in black, but we do have a chocolate brown set. Bộ bàn ăn mà bạn đặt thì tạm thời màu đen, nhưng mà chúng tôi thì lại có sẵn bộ màu sô-cô-la. Vậy đây chúng ta có A. Disinterested, mang nghĩa là vô tư, không vụ lợi. B. Related, có liên quan. C. Unavailable, mang nghĩa là không có sẵn. Và D. Stylish, mang nghĩa là hợp thời trang, kiểu cách. Vậy những bộ bàn ăn mà bạn đặt thì tạm thời không có sẵn màu đen, nhưng mà chúng tôi thì có sẵn bộ màu sô-cô-la. Đáp án của chúng ta là C. Câu số 4. Crosby International will James Zavarich a position at its headquarters in New York. Crosby International sẽ cho James Zavarich một vị trí tại trụ sở chính ở New York. A. Relocate, mang nghĩa là di rời, di chuyển. B. Ask, hỏi. C. Offered, đề xuất hoặc là đề nghị. Và D. Hire, thuê. Vậy đáp án của chúng ta ở đây sẽ là C. Crosby International sẽ đề xuất cho James một cái vị trí tại trụ sở chính ở New York. Câu số 5. Tenants who are planning on moving out must be provided at least 2 months to the building manager. Những người thuê nhà có kế hoạch di chuyển đi thì phải ít nhất 2 tháng cho người quản lý tòa nhà. Ở đây chúng ta có đáp án A. Reference, là sự tham khảo. B. Track, là dấu vết, đường mòn. C. Notice, là thông báo. Và D. Knowledge, là kiến thức. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là C. Những người thuê nhà có kế hoạch di chuyển đi phải thông báo trước ít nhất 2 tháng cho người quản lý của tòa nhà. Câu số 6. Researchers have tested a number of materials to be used for the protective gear, but none of them were fire resistant. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm một cách có hệ thống một số vật liệu được sử dụng cho thiết bị bảo vệ, nhưng không có vật liệu nào trong số đó có khả năng chống cháy. A. Systematically, mang nghĩa là có hệ thống. B. Lastly, mang nghĩa là cuối cùng. C. Exceedingly, quá mức hoặc là cực kỳ. Và D. Increasingly, mang nghĩa là ngày càng tăng. Vậy đây là chúng ta sẽ có đáp án A. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm một cách có hệ thống một số vật liệu được sử dụng cho thiết bị bảo vệ, nhưng không có vật liệu nào trong số đó có thể chống cháy. Câu số 7. During the debate, participants are asked to keep their rebuttal brief and to their... Trong những cuộc tranh luận, những người tham gia được yêu cầu giữ cho những phản bác của họ ngắn gọn và A. Point, mang nghĩa là điểm. B. Great, là cũng là điểm hoặc là cấp.
See feet là chân và the spot là một cái vị trí, một cái chỗ. Ở đây chúng ta có một cụm là to the point thì mang nghĩa là nói thẳng vào vấn đề. Vậy đáp án của chúng ta là A. Trong cuộc tranh luận, những người tham gia được yêu cầu giữ cho những phản bác của họ ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng vào trọng tâm. Câu số 8. The remodeling project remains on schedule and the restoration of the spiral staircase is complete. Dự án tu sửa vẫn đúng tiến độ và việc khôi phục cầu thang xoắn ốc đã hoàn tất. A. Highly, hết sức ở mức độ cao. B. Commonly, thông thường. C. Previously, mang nghĩa là trước đây. Và D. Nearly, thì mang nghĩa là gần như. Và đây thì những dự án tu sửa vẫn đúng tiến độ và việc khôi phục cầu thang xoắn đã gần như là hoàn thành. Đáp án của chúng ta là D. Câu số 9. When you check in at the front desk, the clerk will miss lantern of your presence. Khi bạn đăng ký tại quầy lễ tân, nhân viên sẽ cho Miss Lawton về sự hiện diện của bạn. A. Speak, mang nghĩa là nói. B. Attend, tham gia. C. Report, báo cáo. Và D. Notify, mang nghĩa là thông báo. Và chúng ta có một cái cụm, đấy là notify somebody of something, hoặc là notify something to somebody. Và phía sau chúng ta đã có thấy giới từ of. Vậy đáp án của chúng ta ở đây là D. Khi bạn đăng ký tại quầy lễ tân thì nhân viên sẽ thông báo cho bà London về cái sự hiện diện của bạn. Câu số 10. The team leader, the awards to Miss Chase for her many years of service. Trưởng nhóm đã giải thưởng cho Miss Chase vì sự phục vụ của cô ấy trong nhiều năm. A. Utilized, mang nghĩa là tận dụng. B. Advocated, mang nghĩa là biện hộ. C. Presented, mang nghĩa là đã trao, hoặc là từ này còn có nghĩa là có mặt. Và D. Determined thì mang nghĩa là xác định. Vậy ở đây, phía sau có danh từ là giải thưởng thì chúng ta sẽ chọn C. Presented the award, đã trao giải. Trưởng nhóm đã trao giải thưởng cho Miss J vì sự phục vụ của cô ấy trong nhiều năm qua. Câu số 11. The Bureau is unable to the institution's application for a grant until all of the supporting documents are in order. Cục không thể đơn xin tài trợ của tổ chức cho đến khi tất cả các tài liệu hỗ trợ được sắp xếp theo thứ tự. A. Persuade, mang nghĩa là thuyết phục. B. Object, phản đối. C. Evaluate, là đánh giá. Và D. Compensate, mang nghĩa là bồi thường. Vậy ở đây thì là đáp án C. Cục không thể đánh giá cái đơn xin tài trợ của tổ chức đến khi tất cả các tài liệu hỗ trợ được sắp xếp theo đúng thứ tự. Câu số 12. Because it is in an affluent neighborhood, the owners hope to sell the home for $1 million. Bởi vì ngôi nhà nằm trong một khu phố giàu có, nên chủ sở hữu hy vọng sẽ bán nó với giá $1 triệu. A. Around, mang nghĩa là xung quanh. Ngoài là giới từ mang nghĩa là xung quanh thì nó còn là trạng từ mang nghĩa là xấp xỉ bằng với từ approximately. B. Between, mang nghĩa là ở giữa. C. List, ít nhất. D. Mostly, là phần lớn. Vậy đây, những cái nhà, những cái người sở hữu nhà này hy vọng là sẽ bán được ngôi nhà với giá xấp xỉ $1 triệu. Đáp án của chúng ta là A. Câu số 13. Last month, Miss Madison took 6 days of sick because of a severe case of the flu. Tháng trước thì bà Madison đã ốm 6 ngày vì bị cúm nặng. A. Leave, mang nghĩa là rời đi. Và ở đây chúng ta có một cái cụm từ đấy là sick leave, mang nghĩa là nghỉ phép, nghỉ ốm. B. Permission, mang nghĩa là sự cho phép hoặc là giấy phép. C. Effect, tác dụng, hiệu ứng. Và D. Recess, là giờ giải lao. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là A. Tháng trước, bà Martinson đã nghỉ ốm 6 ngày vì bị cúm nặng. Câu số 14. The annual baseball tournament will be in Memorial Park and teams should register by July 15th.
Giải bóng chày thường niên sẽ được tại công viên Memorial và các đội nên đăng ký trước ngày 5 tháng 7. Chúng ta có câu A, held, tổ chức. B, sustained, chống đỡ, duy trì hoặc là chịu đựng. C, met, là gặp. Và D, support, mang nghĩa là hỗ trợ. Thì ở đây cái giải bóng chày thì sẽ được tổ chức. Vậy đáp án của chúng ta là A. Câu số 15. The store policy states that in the case of a manufacturing defect, the item will be complementarily. Chính sách của cửa hàng chỉ ra rằng trong trường hợp sản phẩm có lỗi, mặt hàng đó sẽ được miễn phí. A. Consumed, mang nghĩa là tiêu thụ. B. Prepared, chuẩn bị. C. Replaced, thay thế. Và D. Revised, xem xét, sửa lại. Vậy trong cái trường hợp mà sản phẩm của cửa hàng bị lỗi thì cửa hàng sẽ thay thế lại bằng một cái sản phẩm khác miễn phí. Đáp án của chúng ta sẽ là C. Replaced. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 15 câu từ vựng của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại những từ vựng trong video. Pledge, promise, engagement, obligation, eagerly, immediately, respectively, usually, disinterested, related, unavailable, stylish, relocate, ask, offer, hire, reference, check, notice, knowledge, systematically, lastly, exceedingly, increasingly, point, grade, feed, spot, highly, commonly, previously, nearly, speak, attend, report, notify, useline, advocate, present, determine, persuade, object, evaluate, compensate, between, list, mostly, around, leave, permission, effect, recess, hold, sustain, meet, support, consume, prepare, replace, and revise. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo.